Xin chào chú anh chị đã quay trở lại với kênh mua bán bò của em buổi sáng hôm nay nha. Bữa nay chủ nhật thì em có chạy xuống Củ Chi, em có bán cho anh chủ nhà là hai con bò cái chữa nhau chú anh chị, chữa 3B nha. Đó, và để biết hình ảnh giá cả như thế nào, bây giờ em mời cô chú anh chị em mình đón xem nha. Dạ, trước mình chúng ta đây chính là hai con bò cái chữa nha, là bò xin chữa 3B nha chị. Đây là con đầu tiên ha. Con bò này thì sáng mặt nghiêm chỉnh nha anh chị, có gu nè, sáng lưng cũng nghiêm chỉnh ha, da đỏ au nha anh chị, rất là đẹp nha. Mông đùi đít thì nói chung là ok hết nha. Còn dưới đây là phần rúng nha anh chị, rúng nè, rúng kiểu mẫu ha, rúng chèn cho anh chị luôn, bốn vú nha. Đó, da nói chung là rất là đẹp nha anh chị, da mỏng đỏ mặt nha anh chị, cày đuôi to ha. Đó, chân móng thì nói chung là trước sau thì nói chung là nghiêm chỉnh hết nha anh chị, hoàn thiện hết nha, móng sò nha, yếm đầy đủ nha anh chị. Con bò cái xin này á, thì chiều cao thì em thấy trước em đo ngay sau lưng á, thì chiều cao đó là 1m27 nha anh chị. Và con bò này á, hiện tại thì nó đã đẻ được hai con rồi, và nó đang bầu là lứa 3 nha anh chị. Lứa 3 là nó đang bầu là bò 3B được 4 tháng rưỡi nha. Thì bò này á, thì em làm giấy cam kết là bao lòi, bao chữa, bao khám cho cô chú anh chị mình luôn ha. Đó, bao lòi tử đẻ cho anh chị mình ha. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Con bò này là cái xin mẫu mã đẹp nha, đỏ mặt nha anh chị. Đó, đuôi thì nói chung là rất là dài rồi nha anh chị. Bò này bò kiểu mẫu nha, hoa thì hoa đen, hoa lớn nha anh chị. Đó, đang bầu là bò 3B nữa nha. Đó, được 4 tháng rưỡi nha anh chị, bao chữa, bao khám, bao lòi cho anh chị tới đẻ luôn. Anh chị mà mình muốn mua thì cứ liên hệ cho em ha. Cái con bò này á, thì em đã thương lượng giá quanh chủ nhà hồi nãy á, và anh ra mức giá là 31 triệu nha anh chị. 31 triệu cho con bò đầu tiên này ha. Rất là đẹp nha anh chị. Con bò này bò cái xin ha. Đó, bò cái xin đang mang bầu là lứa 3, bò 3B được 4 tháng rưỡi nha anh chị. Đó, 31 triệu ha. Giá này còn có bớt chút điểm tiền xe nữa nha cô chú anh chị. Đó, rất là đẹp nha. Rồi em sẽ quay qua con bò cái xin số 2. Con này thì nó mẫu Bombay anh chị. Đây là sát mặt của nó nha anh chị. Đó, sát mặt nghiêm chỉnh ha. Có gu nè, sát lưng cũng hoàn toàn nghiêm chỉnh nha anh chị. Đó, đỏ mặt luôn nha. Cái cặp bò này rất là đẹp nha anh chị. Mông đùi đít thì một đít nha, hoa đỏ, đuôi dài. Đuôi thì dài xém chắc đất luôn nha anh chị. Bốn vú đều, kiểu mẫu đúng chèn ha. Đó, chân móng chân sau để chung ok hết, hoàn thiện hết, móng sò cho anh chị luôn. Đó, con bò này á, thì chiều cao thì em lấy thước em đo ngay sau lưng á, thì chiều cao của nó là 1m25 bò nha anh chị, đỏ mặt ha. Đó, đang ăn cỏ nha anh chị. Thì anh chị quan sát cái làn da nó nè, em quay gần lại cho anh chị coi ha. Da rất là đẹp nha anh chị, đỏ mặt ha. Chân cẳng thì ok hết, hoàn thiện hết nha. Con bò cái xin mẫu mã Bombay này á, hiện tại thì nó đã đẻ được 3 con rồi, và nó đang mang bầu là lứa 4 nha cô chú anh chị. Thì lứa 4 này tức là con bò 3B luôn ha, cũng bầu 3B luôn được 5 tháng rưỡi nha. Thì bò này em cũng làm giấy cam kết là bao chữa nè, bao khám, bao lòi cho anh chị tới đẻ nha anh chị. Nên là cô bác anh chị yên tâm ha. Còn cái phần ăn uống thì anh chị khỏi lo ha, bao ăn uống cho anh chị luôn hết hai con nha. Đó, chiều cao là 1m25, mẫu mã Bombay. Đó, rất là đẹp nha anh chị. Và cái con bò cái xin mẫu mã Bombay này thì em đã thương lượng giá quanh chủ nhà hồi nãy á, và anh ra với mức giá là 31 triệu cho anh chị luôn ha. 31 triệu cho con bò cái xin mẫu mã Bombay thứ hai này nha, bầu lớn ráng hơn nha anh chị, 5 tháng rưỡi nha. Thì nếu như mà cô bác anh chị em mình mà muốn mua hết cái đôi bò chỗ này luôn á, mà đem về phát triển kinh tế á, thì mức giá là 62 triệu ha. Nhưng cái giá này sẽ được bao xe trong phạm vi là 80 cây số nhau chỗ anh chị, 80 cây số đổ về nha. Đó, nên là em mong thì nếu như mà cô bác anh chị mình muốn mua thì cứ liên hệ cho em. Còn anh chị muốn mua lẻ thì em vẫn bán nha anh chị. Thì em sẽ bao xe cho anh chị trong phạm vi là 30 cây đến 40 cây số nha anh chị. Mua đôi em bao xe 80 cây ha. Đó, hai con bò chữa con nào cũng rất là đẹp nha anh chị, đỏ mặt luôn ha. Kiểu mẫu nha cô chú anh chị. Thì em mong thì nếu như mà cô bác anh chị mình có theo dõi chương trình bán bò của em, mình muốn mua hai con bò cái chữa 3B này mình đem về nuôi làm giống sinh sản thì cứ nhấc máy lên cho em. Đó, gọi ngay cho em. Đặt cọc trước em là 1 triệu đến 2 triệu để chúng ta là giữ riêng cho mình là cái đôi bò chỗ này nha anh chị. Đó, thì em sẽ giao bò đến tận nhà, đến tận chuồng cho cô bác anh chị mình gần xa nha. Còn bây giờ em chào cô chú anh chị và hẹn gặp tập tiếp theo của em nữa nha.